Xin chào cả nhà, hôm nay em lại giới thiệu với cả nhà một con máy bào cầm tay của Ryobi. Con này gần như chưa qua sử dụng ha. Em sẽ xoay một vòng cho cả nhà xem hình trạng của con máy bào cầm tay Ryobi này. Con này gần như chưa qua sử dụng. Và về công thì nó có chảy xước lông mèo ha. Đó. Có chảy xước vài dây cặn ha. Và đặc biệt con này nó có điều cấp 3 cấp độ và bào lên tới 3.0. Rồi đây là phía trên của máy ha, giữa mới còn phía dưới ha, ở nhà coi ha. Đó. Và coi những cái này ha, mới đen cho em, các ốc đều 7 màu hết nha. Rồi em xin đọc thông số của con máy bào cầm tay Ryobi này. Thì con máy bào cầm tay Ryobi này nó có model là LE580. Có đây là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện nguyên zin là 100V, công suất là 1140W, có vòng tua đều tốc từ 8.000 đến 16.000 vòng. Máy sử dụng cỡ nhỏ là 155mm. Bào sâu tối đa là 3.0 ha. Rồi bây giờ em sẽ đo kích thước tổng thể của máy bào. Chiều dài là 44cm. Chiều rộng là 23cm. Và chiều cao là 16cm ạ. Và dây nguồn của máy dài tầm 8m nha. Dây nguồn máy dài tầm 8m. Và con này á, nó có cái khóa lưỡi ở đây à, cái chỗ khóa lưỡi nè. Ví dụ như là mình ngưng không sử dụng nữa đi à, mình sẽ cài lại à, cài cái khóa lại là nó sẽ không chạy nữa nha. Sau giờ mình giật lên và bẻ qua bên đó thì nó xài bình thường ha. Thì theo mình cài chốt. Rồi tiếp theo là con này nó có khởi động mềm nha. Và tổng cân nặng của máy là 8kg, ru dây điện là 9kg à. Giờ em đang chỉnh là 8.000. Cái nhà bấm vô rồi nó mới lên nha, bấm vô rồi nó bắt đầu khởi động mềm mới đi lên nha. Ê, bây giờ là 12.000. Rồi bây giờ là 16.000. Mình chỉnh nha, nó không nhất định là 8.000, 12.000 hay 16.000 nha. Mình chỉnh ở mức 10.000, 9.000 cũng được, hoặc là 13, 14.000 cũng được ha. Máy chạy cực kỳ êm nha cả nhà. Dạ rồi, thì sau khi giới thiệu test máy xong,
em cũng xin đọc lại thông số một lần nữa rồi em báo giá luôn ha. Thì một con máy bào cầm tay của Geowee, nó có model là LE580, có đây là hàng nội điện sử dụng điện là 100V, công suất là 1140W, có vòng tua đều tốc từ 8.000 đến 16.000 vòng, máy sử dụng cỡ lưỡi là 155mm, bào sau ố la là 3.0, có dây nguồn dài tầm 8m, máy nặng 8kg, luôn dây nguồn là 9kg. Dạ rồi, thì một con máy mới gần như chưa qua sử dụng này em bán cho cả nhà với giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng là giá em đã bao cả phí vận chuyển và đóng gói, cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em ha, phần còn lại sẽ thanh toán khi nhận hàng và test máy. Cảm ơn cả nhà đã xem qua video.